Mọi người ha, hôm nay mình giới thiệu đến mọi người con Lenovo ThinkPad X1 Carbon mọi người. X1 Carbon thì mọi người cũng biết rồi, nó là cái dòng mà mỏng, cái dòng cao cấp, mỏng gọn đẹp ha, 14 inch Full HD, ngõ sạc Type-C nè, ngõ kết nối Type-C, USB HDMI, và trên cái những cái ngõ người ta hay sử dụng thì nó hơi mòn nha mọi người. Chứ còn cái vỏ bên ngoài là khá là đẹp, hiếm có con nào mà Gen 5 mà nó đẹp như vậy lắm luôn á mọi người. Đây nè, dòng này là sản xuất 2018. Nó là i5-7300 nha, i5-7300 ha mọi người. Tên của nó gọi là X1 Carbon Gen 5. Gen 5 không phải là cái thế hệ, Gen 5 chính là nó là cái tên thôi. Tên nó là Gen 5, thế hệ là thế hệ 7 ha. Màn hình là 14 inch Full HD, Full viền. Đây, mình mở ra cho mọi người xem. Màn hình này là đẹp, không có lỗi làm gì hết, không bầm đóm. Không có bầm đóm, không lỗi làm gì hết nha mọi người. Mình check series của máy là đang sản xuất 2018 nè mọi người. Cấu hình nó là i5-7300, RAM 8GB, SSD là 256GB. Màn hình vừa đẹp nè, cái vỏ bên ngoài cũng tương đối đẹp. Phím thì có LED phím ha. Đây nè mọi người, phím có LED phím nè. Phím thì rất là êm mềm, mình có tặng cho mọi người phím quốc tế, dán phím vào là đúng cái kiểu của X1 Carbon luôn, rất là đẹp. Máy là chất lượng, góc cạnh là đẹp, bàn rê chuột là đẹp, chỉ có chỗ này thôi. Chỗ này nó có mòn trầy miếng nè mọi người nè, trầy cái sơn. Đây mọi người ha, đó, cái sơn nó có trầy vậy thôi, chỗ này nó hơi mòn tí chỗ này đó. Chứ còn lại là máy là hoàn hảo, không có lỗi làm gì hết trơn, nó có thể bật ngửa 180 độ như thế này nè. Dòng siêu mỏng nhẹ. Cái này thì chỉ có một cái mốt cho bản 14 inch thôi. X1 Carbon thì rất là cái dòng mà rất là chất lượng, sử dụng nó thì cực kỳ mượt, ok nha mọi người. Máy là hoàn hảo. Và mình báo giá mọi người là máy kèm sạc, pin là trên 4 giờ. Ngoại hình là tương đối ok, giá 5,2 triệu. Ai chốt có thì inbox mình ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Máy là bao zin nguyên bản 100%, không có sửa chữa gì hết. Mọi người yên tâm về chất lượng. Zin đét thôi mọi người. Mỏng gọn tiện. Trời, cảm ơn mọi người nhiều. Ai chốt thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại của mình nhé.